Hello, xin chào quý vị, chào anh em đam mê. Hôm nay là một buổi sáng sớm, vừa mới ngủ thì bây giờ nhận được một cuộc gọi là họ đi qua đường, không biết là thấy chồn hay là chuột chạy qua đường ở xóm. Bây giờ đang chuẩn bị đưa mấy con chó đi săn. Hôm nay thì chỉ còn con mèo này, mấy con ki thôi, mấy mèo con chó đực, con hung hăng kia. Bây giờ tôi sẽ đưa ba con chó đi xem là cầy hay là chuột, vì họ nhìn thấy họ gọi mà. Sáng sớm thế này thì khả năng là hy vọng là gặp được con bạc má thôi. Còn đây này, con chó này là con chó tự đến này. Bây giờ cũng khoảng độ 9 cân rồi đấy. To phết rồi. Chuột bắt rất là ác. Con này thì nó săn tất cả các loại, từ chuột, cầy cáo đến lợn hoẵng. Trong hai con chó cái của tôi thì con này đuổi lợn lì hơn. Đuổi thì hai con đuổi như nhau, nhưng mà để chống lợn thì con này chống lợn lì hơn con ki kia. Con ki kia đuổi hoẵng thì nhanh hơn. Cứ từ tiếng thứ hai đến tiếng thứ ba đổ đi là nó đuổi sát hoẵng lắm rồi. Còn con này thì từ tiếng thứ hai, thứ ba thì sẽ chậm hơn con kia, nhưng mà con này lại lì. Bây giờ đi xem nó là con gì nhá. Mời mọi người theo dõi video. Ôi, để tìm nó. Phải rồi, bắt mũi rồi. Để ý ra đường nhá. Ôi. Họ đi làm, họ thấy con bạc má chạy qua đường. Chạy ra đường ấy. Chạy mé đường ấy. Ui. Ui. Ta có chạy ra ăn được cái gì ở đường này anh em. Sang tận bên này rồi. Ôi người, nó biết chui chỗ nào. Đen rồi, nó chạy thẳng đây này, ra đường ngoài kia kìa. Trong này rộng lắm, nó chui ở cống này rồi, nguy lắm. Dậm cỏ ấy, chú ấy. Đực to này mới gặp mùi. Không biết có phải bạc má không hay là chuột. Chui trong này rồi. Đó. Không biết là chắc sang đây rồi. Trời, chạy thẳng ra kia kìa. Sợ nó ra đường ấy. Chỉ sợ nó chạy ra đường quốc lộ thôi nhỉ. Ngay gần quốc lộ này. Hay là chuột cống nguyên. Đuôi dài lông vàng thì đúng là chuột. Được đen này. Đéo ai ra đường nhỉ. Lại ra đường rồi. Sợ nó băng qua đường thôi. Kìa, nó lại chạy ra bên kia rồi. Ông tí nó chạy ngược lại ấy.
Ôi lại sang bên kia rồi. Ôi lại sang. Chạy vòng sang bên kia rồi. Mình thì không nhìn thấy đâu, không biết có phải là bạc má hay không. Đây chồn đèn nữa. Nhưng họ đi làm họ thấy chạy qua đường đây. Ngay cạnh đường quốc lộ bây giờ. Vào hang rồi. Con mèo đây, con kỳ đây. Con này cũng biết chạy theo, cũng biết mùi đấy. Bác ơi, để ý thấy móc chiếc không? Để ý thấy có móc chiếc hay bạc má chạy đường nhá. Ờ, chó đang săn. Hồng có thấy gọi em à? Chỉ sợ chó chạy ra đường thôi. Vẫn đang cho chó sục của cái đường. Không biết là chồn đèn hay bạc má hay là chuột nữa. Mình không nhìn thấy. Họ nhìn thấy họ gọi thôi. Đang luyện con đực đen này. Toàn gai thôi. Chặt họ dẫm đây. Thì sợ băng qua đường quốc lộ rồi anh em ạ. Mấy lần chó tí chết rồi. Đấy, bây giờ là chó tìm ra gần hướng mé đường quốc lộ nhưng mình không dám ra để giục chó nhiều. Chết chó thì mấy triệu thôi, người họ làm sao thì chết dở đấy. Được đen này biết hơi cũng tìm đấy. Huýt. Huýt, huýt. Con này rậm quá. Chó còn không chui được ạ. Huýt, huýt. Đã nhìn thấy gì? Rúc vào đấy. Cứ chạy luẩn quẩn ở khu này thôi. Đây có cái hồ nước. Lại vòng sang bên kia rồi. Lại vòng sang đường quốc lộ. Đấy mà. Chui ở đây chó không chui. Hích. Lại phải chạy vòng đón đầu bên kia anh em ạ. Hích. Lại vòng sang đây rồi.
chạy vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại đây. À đây qua đường. Ui con chuột to, không phải không ấy nhá. Ơi, chuột thôi, chuột, 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 chuột. Vừa nhìn nó chạy qua đường rồi. Ơ, ơi, con này bắt được hơi rồi. Ôi, ô tô chạy rồi. Ơi, chạy sang đây rồi. Ôi chuột thôi. Chuột thì con này biết đi đúng đường đấy. Nhưng mà ô tô chạy nhiều quá. Ơi, chuột thôi, chuột, chuột, chuột. Không phải gầy đâu. À nào mà thấy con kỳ của mình nó không ham mấy. Đấy, gần đường. Ôi, làm nào để thu chó về thôi. Ờ. Chuột thôi, không phải cày đâu. Ôi, sáng này. Tiếp bên này. Ôi, để thu chó về thôi nhá. Nguy hiểm quá. Gần đường. Thấy con kỳ của mình nó không ham. Đây, chuột to này, con này nó mới săn thôi. Con mèo kia là ham nhất. Ôi, khả năng thu chó về thôi, nguy hiểm quá. Ra đường quốc lộ này. Đâu. Phải gọi chó về đã. Ra đường kia. Đuổi vào tận nhà họ rồi. Ê, ê, ê. Đang không có xe, tranh thủ gọi chó qua đường luôn anh em ạ. Nguy hiểm quá. Ê, ê, ê. Đường này là quốc lộ 3 Thái Nguyên Bắc Cạn, rất nhiều xe. Đuổi vào xa nhà họ rồi. Chuột to thôi anh em ạ. Không phải là chồn đèn hay bạc má gì đâu. Gần đường sợ quá. Này còn mỗi 3 con này. Nào thấy con kia nó săn nó không ham mấy. Mình đã nghi nghi rồi. Rồi xin chào anh em nhé. Chuột chứ không phải là cầy đâu.